Nè, nhỏ nhỏ nhảy nhảy nhót này là mèo mèo Kiki. Em này cũng rất là nghịch luôn. Là Mi này. Chạy đâu đấy? Đúng. Mi đấy. Một con gà nó cắn này kìa. Nhìn con gà không? Ừ. Sợ mũi nè. Mèo Kiki nhất rồi. Kiki và Mi rất là ngoan luôn. Các bạn xem video trên kênh Kitty Mèo VN thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh, hỗ trợ channel của mình nhé. Mình này.